Xin chào anh em. Hôm nay là ngày giãn cách thứ 5 theo chỉ thị số 16 tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và mình cứ ở nhà mãi như thế này không được đá bóng thì chán chết em à. Phải vận động thể dục thể thao thôi nè. Nên hôm nay mình sẽ quyết định tập luyện tại nhà theo như một lần mình đã nói với anh em trên tác cộng đồng của T-Side Soccer đấy. Bài tập hôm nay mất khoảng 20 phút và cực kỳ đơn giản thôi. Anh em có thể xem và tập luyện theo được luôn nhé. Hôm nay mình tập luyện 10 kỹ thuật kiểm soát bóng cơ bản. Vì mình đã nhuyễn các kỹ thuật này rồi nên buổi tập hôm nay mình sẽ có kèm theo fitness, thể lực. Nó phù hợp với những anh em đã vững về cơ bản bóng đá. Còn những anh em nào mà chưa rành về kỹ năng cơ bản thì cũng không sao. Cứ tập quen dần cho quen các động tác, sau đó rồi hẳn tập theo thời gian của mình đề ra sau đây nhé. Cứ mỗi bài tập thì mình sẽ thực hiện liên tục trong 60 giây, sau đó nghỉ 60 giây, sau đó tập tiếp bài tập thứ hai. Cứ thế cho đủ 10 bài tập. Mà các bài tập ngày hôm nay nó không có giá trị nhiều về việc lừa qua người đâu. Nó chỉ đơn giản là giúp cho anh em có khả năng kiểm soát bóng trong chân tốt hơn để không tự nhiên trao quả bóng cho đối thủ nhé. Rồi, đầu tiên thì căng cơ, giãn gân giãn cốt cái đã. Bài tập đầu tiên là Son Roll, sử dụng gầm giày kéo bóng qua lại liên tục để tạo cảm giác kiểm soát bóng bằng gầm giày. Bài tập thứ hai là Roll and Stop, sử dụng gầm giày kéo bóng kết hợp dừng bóng để tạo cảm giác kéo bóng và dừng bóng đột ngột. Bài tập thứ ba là Inside V Trap, sử dụng gầm giày và lòng bàn chân để kiểm soát bóng và chuyển hướng theo hình chữ V. Bài tập thứ tư là Outside V-Trap, sử dụng gầm giày và mu hoặc má ngoài bàn chân để kiểm soát bóng và chuyển hướng theo hình chữ V. Bài tập thứ 5 là Ripstone. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật nhá sút và gập giày để chuyển hướng theo phong cách của thánh Johan Cruyff. Bài tập thứ 6 là Lay Push Pull. Chúng ta sẽ sử dụng gầm giày và mu bàn chân, kéo và đẩy liên tục để tạo cảm giác bóng bằng gầm và mu bàn chân. Bài tập thứ 7 là The Yield. Sử dụng gầm giày và mu bàn chân, kéo và đẩy bóng liên tục để tạo cảm giác bóng theo hình chữ U. Bài tập thứ 8 là Outside Cut. Sử dụng má ngoài bàn chân để tạo cảm giác chuyển hướng bằng má ngoài. Bài tập thứ 9 là Son Inside Boost. Sử dụng gầm và lòng bàn chân để kiểm soát bóng. Và tập cuối cùng là outside inside, sử dụng lòng và má ngoài bàn chân để kiểm soát bóng. Sau khi hoàn thành 10 bài tập trong vòng 20 phút thì giờ mình căng cơ, thả lỏng, hồi tĩnh trong 5 phút nữa là hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Cái bài tập ngày hôm nay toàn là những kỹ thuật cơ bản thôi, nên mình đã kết hợp với lại fitness để giữ thể lực trong mùa dịch. Kèm theo đó là tái tạo cảm giác kiểm soát bóng cho bản thân để không bị quên. Mình sẽ còn rất là nhiều bài tập khác trong thời gian sắp tới, thì anh em nhớ đón xem nha. Video của ngày hôm nay đến đây kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để đón chờ các video clip trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thy, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye!